Công ty Xenon Solar Life xin kính chào quý khách hàng. Và trong video ngày hôm nay, công ty Xenon sẽ lại tiếp tục giới thiệu đến quý khách một mẫu đèn đường năng lượng mặt trời mang thương hiệu Blue Carbon với công suất là 120W. Thì với một cái mức công suất vừa phải như thế này, quý khách có thể sử dụng để chiếu sáng dân dụng, vừa có thể sử dụng cho những cái công trình với cái quy mô vừa phải, như là sử dụng để chiếu sáng những cái lối đi nội bộ, những cái tuyến đường giao thông nông thôn, những cái tuyến đường liên xã liên huyện, dùng để chiếu sáng mang lại cái ánh sáng giúp cho quý bà con mình thuận tiện dễ dàng trong cái việc di chuyển đi lại. Và để tìm hiểu về chi tiết thông số kỹ thuật của chiếc đèn như thế nào thì sau đây mời quý khách hàng cùng theo dõi tiếp video này nha. Và đây là chiếc đèn đường năng lượng mặt trời thương hiệu Blue Carbon với công suất là 120W. Thì chiếc đèn của chúng ta nó có cái kích thước rất là nhỏ gọn như thế này, quý khách có thể dễ dàng di chuyển và thuận tiện hơn trong cái việc lắp đặt đèn. Và thì chiếc đèn này vẫn là một cái chiếc đèn có lớp vỏ được đúc hoàn toàn bằng nhôm, rất là dày, rất là chắc chắn. Và cái phần phía sau lưng của chiếc led này được thiết kế rất là nhiều những cái gọi là lá tản nhiệt, giúp cho đèn dễ dàng tản được cái lượng nhiệt nhanh chóng, giúp bảo vệ và kéo dài được cái tuổi thọ của chiếc led của chúng ta. Và tuy là cái kích thước nhỏ gọn nhưng mà cái lượng pin chứa của đèn ở trong đây rất là nhiều. Và lượng pin pin lưu trữ và đèn sử dụng ở trong đây là pin LiFePO4 3.2V với dung lượng pin lên đến 45.000 mAh. Thì với một cái lượng pin nhiều như thế này, nó sẽ giúp cho đèn chiếu sáng liên tục 10 đến 18 giờ mỗi ngày và có thể lưu trữ rất là tốt, đảm bảo là đèn vẫn có thể sáng liên tục vào những ngày mưa gió kéo dài. Và về cái phần chip led của đèn thì đèn sử dụng chip led Nikia của Nhật Bản rất là cao cấp. Và trên mỗi cái chip led như thế này đều sẽ có đánh ký hiệu số thứ tự rất là rõ ràng và có ghi cả ngày sản xuất ở trên này. Và trên mỗi cái chip led của chúng ta còn được thiết kế thêm một cái thấu kính chuyên dụng, một cái thấu kính lồi như thế này, giúp cho hỗ trợ thêm cho cái phần ánh sáng của đèn sẽ được chiếu sáng xa hơn và rộng hơn. Và cái phần phía trên chiếc led này nó được bảo vệ bằng một cái tấm nhựa PC chịu nhiệt rất là tốt, rất là chất lượng. Và kể cả những cái con ốc vít bắt ở xung quanh này cũng được làm bằng inox chống rỉ sét rất là cao cấp. Và ánh sáng của đèn là ánh sáng 6500K đạt 60 lumen trên watt. Và cái độ hoàng màu GRI của nó đạt trên 70 sẽ phản chiếu sự vật rất là rõ ràng, cho nên sử dụng nó để chiếu sáng đường đi sẽ bảo vệ cho mắt chúng ta rất là tốt. Và cái diện tích chiếu sáng của đèn thì rất là rộng, tuy nhiên là trong cái diện tích 20 đến 30 mét vuông thì nó sẽ chiếu sáng rất là rõ ràng. Và cái chiều cao lắp đặt thích hợp của chiếc đèn này sẽ là từ 6 đến 8 mét. Bên cạnh đó thì đèn nó có các cái cấp bảo vệ như là IP67, IK08, sẽ chống nước, chống bụi tuyệt đối và có cái khả năng chống va đập rất là tốt. Và chiếc đèn năng lượng mặt trời Blue Carbon với công suất 120W này có cái độ sáng không thua kém gì so với những cái chiếc đèn sử dụng điện thông thường. Cho nên là khi quý bà con mình đầu tư sử dụng một chiếc đèn như thế này, nó rất là hiệu quả và tiết kiệm. Bởi vì đèn nó hoạt động hoàn toàn nhờ vào là nguồn năng lượng là ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó nó còn có cái chế độ hoạt động tự động. Vào ban đêm đèn sẽ tự động bật sáng và vào ban ngày thì đèn nó cũng sẽ tự động tắt. Thì quý khách chỉ cần bỏ vốn đầu tư một lần và trong suốt 12 năm trời thì quý khách sẽ sử dụng chiếu sáng mà không cần tốn bất kỳ một cái chi phí tiền điện nào cả. Và đèn nó có cái tuổi thọ là lên đến 12 năm. Và chúng tôi sẽ bảo hành đèn trong vòng 5 năm và trong vòng 2 năm đầu tiên thì sẽ bảo hành đổi mới hoàn toàn một đổi một nếu như những cái sản phẩm mà chúng tôi cung cấp bị trục trặc về kỹ thuật và trừ trường hợp là đèn bị sét đánh. Và hiện tại thì chúng tôi đang bán chiếc đèn năng lượng mặt trời Blue Carbon công suất 120W này với giá chính hãng là 3.450.000 đồng. Tuy nhiên thì nếu như quý khách hàng có nhu cầu sử dụng với số lượng lớn hoặc là sử dụng cho công trình thì chúng tôi sẽ có một cái mức giá ưu đãi hơn nhiều cho quý khách.
Và ngoài cái chiếc đèn năng lượng mặt trời túi carbon công suất 120W này thì chúng tôi còn nhiều cái mẫu đèn đường năng lượng mặt trời khác vẫn chưa giới thiệu đến quý khách. Và nếu như quý khách có quan tâm, hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh, bật thông báo để có thể nhận được thông báo cho những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo, để quý khách có thể tìm được cho mình một cái chiếc đèn phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình nhất. Cảm ơn quý khách đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.